Trong kinh cũng dạy người trì chú Chú này là chú giảng sanh Có người học Lúc trẻ tôi giảng kinh ở Đài Bắc Có một lão cư sĩ Tuổi trẻ đã học Phật Lúc đó tôi ra giảng kinh là Khoảng trên 30 chưa đến 40 tuổi Lão cư sĩ này khoảng hơn 15 tuổi Cậu ta nhìn thấy trong kinh giảng Đọc đủ 30 dạng biển chú giảng sanh Là có thể thấy được Phật A-di-đà Cậu ta làm thật Mất một khoảng thời gian rất dài Đọc đủ 30 dạng biển Cậu ta định nói với tôi rằng Pháp Sư tịnh không Trong kinh nói đọc 30 dạng biến Thì có thể nhìn thấy Phật a Di Đà Tôi đọc đủ 30 dạng biến rồi Sao vẫn chưa thấy Phật Cậu ta đã khởi sanh vấn đề Phương pháp đọc 30 dạng biến như thế nào Điểm này quý vị phải chú ý Niệm Phật Đọc chú Đọc kinh Đều là mục tiêu chuẩn Bồ Tát Đại Thế Chí nói Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tướng đoàn Đây gọi là niệm Phật Ta niệm ba mươi dạng biến chú giảng sanh Khi niệm chú Vẫn còn vọng tưởng Khi niệm chú còn nghĩ xem có linh hay không linh Như vậy là có vấn đề rồi Làm hỏng hết công phu niệm chú của quý vị rồi Cho nên người xưa nói Đọc kinh không bằng đọc chú Đọc chú không bằng niệm Phật Vì sao? Càng đơn giản càng dễ nhiếp tâm Kinh văn rất dài Niệm một điện từ đầu đến cuối Có thể không khởi dòng niệm được không? Thật sự không khởi dòng niệm Mới gọi là công phu Trong khi đọc bộ kinh này Có rất nhiều tạp niệm trong đó Làm hỏng hết công đức của quý vị Không phải hoàn toàn Không có giảm từ từ Cho nên lời chú ngắn Dễ dàng nhiếp tâm Nhưng danh hiệu Phật ngạn nhất Chỉ bốn chữ A-di-đà Phật Hy vọng trong bốn chữ này Không có tạp niệm Cái này dễ hơn chú giảng sanh nhiều Chú giảng sanh khó hơn niệm Phật Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Nhất định phải yêu cầu chính mình Thời khóa sáng chiều cũng tốt Ngày thường tán niệm cũng cần chú ý Không sáng tạp Phải chú ý điều này Khi suy nghĩ vấn đề gì Nên dừng niệm Phật Sau khi suy nghĩ xong rồi Thì niệm danh hiệu Phật trở lại không thể vừa niệm phật vừa nghĩ đến sự việc vừa niệm phật vừa làm việc nếu công việc đó không cần trí óc thì được không trở ngại gì nếu phải suy nghĩ thì ảnh hưởng đến việc niệm phật điều này chẳng thể không biết được tuyệt đối không được nói pháp môn có vấn đề kinh chú có vấn đề cái đó không có vấn đề mà là chính chúng ta dụng tâm không đúng vấn đề phát sanh là ở chỗ này đây là nói đến trì chú trên thực tế người xưa nói rất hay bốn chữ a di đà phật này là tiếng phạn không có dịch ra giống như chú vậy đạo lý này không thể không biết được